Thưa quý vị, phong trào ngày Chủ nhật xanh đang thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Không chỉ tại các địa bàn đô thị, các khu vực đông dân cư mà ngay cả các khu vực hẻo lánh, địa bàn biên giới tại A Lưới, phong trào Chủ nhật xanh cũng đã trở thành nếp sống mới của người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã thành thường lệ, cứ mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, hàng chục người dân cùng cán bộ viên chức thôn Kê Một, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới lại tất bật với các hoạt động phong trào ngày Chủ nhật xanh. Tạm gác lại những bộn bề công việc nương rẫy, mỗi người dân nơi đây lại hăng hái ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng mới lại đường hoa cảnh trên các tuyến đường. Đối với họ, những hoạt động này đã giúp họ thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường, vệ sinh làng bản. Hiện tại thì thôn đã duy trì hàng tháng, một tháng 3 lần vận động bà con cùng nhau tổng dọn vệ sinh, phát động ngày Chủ nhật xanh. Các hộ dân của thôn Kê Một đã nhận thức rõ về tầm quan trọng là xanh sạch đẹp, rồi hộ nào cũng có soát rác, hộ nào cũng có trách nhiệm. Là một đoàn viên thì em luôn tuyên truyền bà con, luôn để cho đường xã luôn là sạch sáng và nhà cửa luôn là sạch sẽ để cho bộ mặt của xã nhà ngày càng được sạch sẽ và càng ngày càng sáng. Thời gian qua, huyện A Lưới đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả hưởng phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn. Các địa phương đã tổ chức các lượt ra quân vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, thu gom rác thải, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường xung quanh nhà, tuyên truyền không sử dụng túi ni lông đã được người dân tích cực tham gia. Đặc biệt, một số địa phương đã cùng với người dân chung tay chỉnh trang những đường hoa tiểu cảnh đẹp mắt, góp phần thay đổi diện mạo miền núi. Hưởng ứng cái lời phát động ấy thì nhận thức của bà con thì dần thay đổi. Trước kia thì chúng ta cũng có là vứt rác cũng có bừa bãi, nhưng mà sau khi chúng ta phát động ấy, sau là gần 5 năm thực hiện thì nhận thức của bà con cực kỳ là thay đổi. Cũng chúng ta thấy là chúng tôi còn có một cái hỗ trợ là mỗi một gia đình là một cái sọt rác. Đây là đối với cái thôn điểm về đích nông thôn mới của xã thì hỗ trợ mỗi hộ gia đình một cái sọt rác. Rồi là các hộ là cũng tự đào hố rác. Rồi ở các thôn thì có hình thành một số cái điểm là thu gom rác công cộng. Hiện nay riêng các phong trào Chủ nhật xanh thì chúng tôi đang tập trung chỉnh trang một số những các cái tuyến đường liên thôn, liên xã và cả một số những các cái tuyến đường hiện nay cũng đang thực hiện cho các chương trình mục tiêu quốc gia thì đã hoàn thành rồi. Chúng tôi tập trung phát triển về hệ thống hàng rào xanh. Và bên cạnh đó cũng vận động bà con dân là cũng đào các cái hố rác, tự xử lý rác thải trên hộ gia đình và di dời các cái chuồng trại không hợp vệ sinh và trồng cả cái cây xanh dọc các tuyến đường. Và bên cạnh đó là cũng các cái điểm công cộng thì cũng trồng một số những các cái loại cây bản địa để phù hợp với các hoạt động trên địa bàn. Từ hiệu quả của phong trào ngày Chủ nhật xanh đã góp phần giảm rác thải, tạo cảnh quan xanh trên địa bàn huyện A Lưới. Bên cạnh đó, phong trào đã có những thay đổi tích cực về nhận thức, tập quán lâu nay của đồng bào dân tộc thiểu số về gìn giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường dân cư. Để từ đây, tất cả mọi người cùng chung tay góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường và xây dựng bản làng biên giới giàu đẹp.